Người phụ nữ này vừa đuổi vị hôn phu đi liền lập tức cởi quần áo, rũ bỏ bộ quần áo sang trọng bên ngoài, bên trong là bộ ngủ vô cùng gọn gàng và thoải mái. Cô đã trang bị đầy đủ, đồng đội bên ngoài ném dây qua, một giây trước vẫn là một người phụ nữ lịch sự, cao quý, nhã nhặn, có lúc này, chỉ cần đu người một cái, mấy chục tầng đối với cô cũng chỉ như đi trên mặt đất bằng phẳng. Trong lúc chạy vẫn không quên chào hỏi đồng đội của mình. Rất rõ ràng đây chính là một đội nhóm, mục tiêu của bọn họ chính là báu vật ở trong viện bảo tàng. Chê Huy được coi là một nhân vật nòng cốt, cô chỉ có 3 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Bà thím ở trong viện bảo tàng đang đánh lạc hướng người quản lý, chỉ cần lấy trộm được mật mã là rời đi. Chê Huy đi vào từ đường hầm, sau khi giải khóa thành công và để vật ngụy tạo vào trong hộp triển lãm, Kim So Hyun đang ở trên tầng thượng, nhận được thông tin đã lập tức thu dây lại. Đường hầm có chút chật hẹp, cô đành phải kêu bà thím kéo dài thêm chút thời gian. Cô men theo đường cũ quay về, vì muốn đẩy nhanh tốc độ nên đã nhảy xuống, rồi đu người vào trong cửa sổ, chưa kịp kêu đau đã phải thay quần áo ra. Đến khi quản lý viện bảo tàng quay lại thấy vị hôn thê của mình đang có hành động kỳ quái, cô đã nhanh trí nói mình bị đau bụng. Đối phương lập tức đỡ cô dậy và an ủi. Bảo tàng phát ra tiếng chuông cảnh báo. Di Huy cùng với bà thím lại vô cùng điềm nhiên. Vai diễn của họ đã xong, có thể dọn dẹp và quay về được rồi. Quản lý đi vào trong mật thất, bảo vật đã không cánh mà bay. Anh ta lập tức nảy sinh nghi ngờ với vị hôn thê và bà mẹ của cô ta. Trong khoảng thời gian này chỉ có hai người họ tới đây. Nhân viên chặn họ lại. Di Huy mạnh miệng chất vấn. Nếu bây giờ dám cho lục soát người, thì tình cảm hai bên lập tức chấm dứt. Quản lý không dám mạnh tay, kiệu người lục soát túi sách, báo vật sớm đã bị đưa ra ngoài tòa nhà. Quản lý mất cả người cả đồ. Di Huy xảo bước tự tin đi ra khỏi bảo tàng. Nhiệm vụ lần này thật sự không có độ khó mấy. Về tới hang ổ, tất cả đang chia tiền cho nhau. Anh Ly chính là lão đại. Gần đây anh ta nhận được một vụ làm ăn lớn, chính là một vụ trộm xuyên quốc gia. Chỉ cần thành công, số tiền nhận được có thể gấp mấy lần chỗ này. Vì không muốn để cày ra sai sót, anh đã đi tới nhà lao vào bảo lãnh đồng đội tin cậy nhất của mình. Người phụ nữ này có một biệt danh đặc biệt, mọi người đều gọi cô là kẻ được việc. Cô làm việc rất đáo để và nhanh chóng, cũng gọi là có vị thế trong giới trộm cắp. Có kép xe gia nhập, anh Ly mới có thể yên tâm về thế cục. Nơi mà họ phải tới chính là Macau Trung Quốc. Ở đây đang có một nhóm đang đợi lệnh. Trong tiệm vàng, chú Hoa đang rất điềm nhiên ngồi uống trà. Nhìn thấy cảnh sát ôm súng tới, Tiểu Man, ta đã nói là cảnh sát sẽ tới trong 5 phút mà. Kêu cậu tắt chuông cảnh sát đi mà không nghe. Nhân viên vội vàng chạy ra giải thích, nói rằng mình ấn nhầm nút báo động. Trong tiệm tất cả đều bình thường. Cảnh sát bỏ trang bị xuống, định vào nhà vệ sinh một chút rồi rời đi. Bọn họ không hề nhìn thấy trên bàn của chú Hoa có giấu một khẩu súng. Nữ nhân viên vội vàng để lại tín hiệu cầu cứu, vừa định đưa cho cảnh sát thì đã bị anh tóc dài phát hiện. Anh nhanh trí giả vờ hắt xì thổi bay tờ giấy đi, quyết nhanh gọn chết gai. Chú Hoa sau khi thành công cướp tiệm vàng đã đưa thuộc hạ tới khách sạn như đã hẹn. Hai nhóm người vì trở ngại ngôn ngữ nên chỉ còn cách giao tiếp bừa. Anh tóc dài động tay động chân với Di Huy, vì không khí bắt đầu căng thẳng. Lão đại đứng đằng sau chính thức xuất hiện, Macau Park, cái tên này có thể nói là không ai hay biết. Chỉ qua một cuộc điện thoại, ông ta đã cho triệu tập đầy đủ những tên trộm đỉnh cao nhất tại đây. Đây chắc chắn không phải là một vụ nhỏ. Mục tiêu của anh ta chính là dây chuyền với chiếc mặt nước mặt của mặt trời làm bằng kim cương trị giá cỡ 10 tỷ kia. Đến mùa đã tìm tới. Lão đại của khu vực này người tên Vệ Hồng. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Vệ Hồng chính là nhân vật trong truyền thuyết. Chưa ai từng gặp qua hắn ta, nhưng những thủ đoạn tàn độc của hắn ta đã khét tiếng trong giang hồ. Macau Park bảo đảm sau khi xong việc, tất cả mọi người đều có phần. Hoàn thành đơn hàng này xong, cuộc đời sẽ không phải lo nghĩ thêm gì nữa. Sự quyến rũ của đồng tiền khiến mọi người không còn để tâm đến sự nguy hiểm nữa. Nhưng kẻ đang ngồi đây không phải là tên trộm mà là một tay lừa đảo. Bọn họ đều có tính toán của riêng mình. Dưới sự lãnh đạo của nhóm Macau Park, mỗi người đều đã có thân phận mới. Buổi tối hôm đó, Di Huy đưa Sohin tới quán rượu tiếp cận thị vệ. Chỉ cần lấy được chìa khóa trên người anh ta, lập tức có thể vào được căn phòng ở tầng cao nhất. Di Huy muốn lợi dụng sắc đẹp của mình, nhưng tên thị vệ lại nhìn trúng Sohin. Hai người song kiếm hợp bích, trộm được chìa khóa. Còn về bên sòng bạc, chú Hoa và bà thím tóc ngắn đang tấn công. Hai người vào vai đôi vợ chồng ân ái. Nhiệm vụ của bọn họ là nhắm vào chủ nhân của chiếc dây chuyền Tiffany. Trên dòng bài, người phụ nữ quyền lực thắng chứ không có thua. Bà thím tóc ngắn có chút nóng vội. Thật may có chú Hoa ở bên cạnh canh me giữ chân bà ta lại. Tất cả việc này chỉ là bước chuẩn bị. Sau khi xong việc, hai nhóm quay lại đại bản doanh. Bếp xe và bà thím đang nghiên cứu cấu tạo của kết bảo hiểm. Chú Hoa đang thương lượng với thuộc hạ, không thể hoàn toàn tin vào người khác. Sau khi lấy được dây chuyền không chắc sẽ đem bán đi. Đến lúc đó tùy cơ hành sự. Việc cấp bách nhất chính là có thể cướp được tiền. Còn chị tóc ngắn thì có mưu đồ khác. Chị ta chính là gián điệp do phía cảnh sát phái tới. Mục đích chính là bắt được Vệ Hồng về quy án. Chị cần lấy được dây chuyền liền có cơ hội gặp được Vệ Hồng. Cấp trên rất kỳ vọng vào cô. Nhìn mấy đội nhóm này thực sự chỉ như một đĩa cát. Sau khi chuẩn bị xong, màn kịch đặc sắc chính thức bắt đầu. Sau khi lắp đặt các thiết bị ở trên tầng cao nhất, các thứ như dây thép cũng phải chuyển tới. Mà Cao Park cũng không hề rảnh rỗi. Muốn thoát được camera phải thu hút được sự chú ý của đám bảo an. Anh ta cố tình gây chuyện với anh Ly. Hai người xông vào cãi vã đánh nhau, bảo an biết tin liền chạy tới. Nhân lúc không ai để ý, Sohin cho lắp đặt thiết bị ở trên tầng cao nhất. Đợi đến khi đêm tối buông xuống, tất cả sẽ hành động như kế hoạch. Chỉ huy đã thay quần áo xong, chuẩn bị bò lên. Sohin ở trên tầng thượng nắm chắc dòng dọc. Nhanh chóng, cô đã lên tới tầng thượng. Chỉ huy nắm lấy thiết bị chuyên dụng, phá vỡ cửa kính. Anh Ly đưa nhân viên mở khóa lên tầng thượng bằng thang máy.
Mặc dù bọn họ đã trang bị kỹ càng nhưng vẫn không qua nổi thiết bị hiện đại. Phòng quan sát lập tức báo cảnh sát, bảo an vừa định gọi cho cảnh sát, thuộc hạ của chú Hoa đã cầm súng xông vào. Đám người không có chuẩn bị trước, chỉ biết giơ tay đầu hàng. Anh mặc áo vest dập nguồn điện, hy vọng kéo dài thêm một chút thời gian cho phía trên. Di Huy sau khi vào phòng đã cùng với Sawin trong ứng ngoài hợp, Pep Xe và chị tóc ngắn cũng đi vào. Bọn họ phụ trách mở két bảo hiểm. Chú Hoa dưới sòng bạc cũng bắt đầu hành động. Ông ta không muốn đợi sợi dây chuyền nữa. Sòng bạc có tiền mặt, chẳng có lý do gì để chia chác cả. Ông cầm súng uy hiếp và thím bạn mạng hốt tiền. Tất cả đều đã được camera ghi lại. Cảnh sát nhận được thông tin lập tức đuổi tới hiện trường. Thời gian cứ thế trôi qua. Pep Xe nhờ có kỹ thuật cao tay đã mở được két bảo hiểm. Bên trong ngoài tiền mặt thì không có thứ gì khác. Đồng thời lúc này, chị tóc ngắn cũng mở chiếc két còn lại. Nhưng bên trong không hề có sợi dây chuyền nước mắt mặt trời như Macau Park đã nói. Đúng lúc đang ngờ vực, Macau Park đã gửi tin nhắn tới. Hóa ra hắn ta vốn dĩ không muốn chia chác đều với tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối đều muốn nuốt trọn một mình. Nhọc công như vậy cũng chỉ là muốn che đậy tai mắt. Trong lúc nhóm trộm đang nháo nhào, Macau Park đã giả dạng thành nhân viên đưa đồ ăn và trà trộn vào trong. Đồng thời dùng kỹ năng của mình mở két bảo hiểm. Chiếc dây chuyền đã bị ông ta chính thức đoạt lấy. Cứ gọi là đội nhóm trong chốc lát đã bị phá vỡ. Tất cả hiện giờ chỉ muốn tìm đường thoát thân. Ti Huy thay trang phục của nhân viên nhân cơ hội chạy khỏi đó. Không ngờ bảo an đã tìm tới cô để hỏi chuyện. Bởi vì trở ngại ngôn ngữ có nguy cơ bị bại lộ. Sau khi đáng nhẽ đã thoát thân nhưng đã quay trở lại để giúp cô. Anh dùng mình làm con mồi để đảm bảo sự an toàn cho Ti Huy. Anh Ly không kịp chạy thoát đã rơi vào tay của cảnh sát. Pep Xe đi theo chị tóc ngắn đương nhiên không thể nào tránh khỏi. Chỉ còn lại hai người chú Hoa đang bạt mặt chạy trốn. Sau trận đấu súng kịch liệt, anh ta cùng bà thím lái xe chạy thoát nhưng trong lúc hỗn loạn, phần bụng đã trúng đạn. Không chống đỡ được mấy lúc, chiếc xe đã mất kiểm soát và đâm vào tường. Hai người thiệt mạng ngay tại chỗ. Đám người của anh Ly đã bị cảnh sát bắt lại. Đúng lúc Pep Xe đang hí hoáy mở còng tay. Cô ta đã dùng khuyên tai mở được còng tay của hai người. Cảnh sát không kịp trở tay, xe cảnh sát cũng bị mất kiểm soát. Hai người đàn ông nhanh chóng nhảy ra, nhưng đã quên Pep Xe người vừa cứu mạng mình vẫn đang ở trên xe. Chiếc xe cảnh sát chìm xuống nước. Đúng lúc Pep Xe gặp nạn, Macau Park đã xuất hiện. Sau khi ông ta cứu được cô lên bờ xong đã mất tích, không thấy đâu. Bốn người còn sống sót gặp nhau tại một điểm. Bọn họ quyết định tìm bằng được Macau Park để cướp lại sợi dây chuyền. Ti Huy và anh tóc dài dựa vào manh mối tìm được chiếc xe đỏ. Vài người đã xác nhận Macau Park từng xuất hiện ở Busan, Hàn Quốc. Còn chị cảnh sát tóc ngắn thông qua thời gian làm gián điệp cũng tìm tới Busan. Hai bên đều đang tìm kiếm Macau Park. Đám người của Pep Xe dẫn đầu tìm ra được khách sạn mà hắn ta đang ở. Sau đó giả dạng thành nhân viên sửa chữa đi vào tòa nhà. Nhưng tìm một hồi lâu cũng không thấy sợi dây chuyền bị đánh cắp kia. Thật may có anh Ly trước đó đã trải đường trước cho họ. Anh ta đã cài máy nghe trộm vào đám thuộc hạ của Macau Park. Chị tóc dài muốn truy tìm tung tích của sợi dây chuyền. Trong lúc vô ý đã biết được, năm đó, chính anh Ly là người đã cắt đứt sợi thép. Macau Park chưa từng phản hội Pep Xe. Lời này đã bị chính Pep Xe nghe thấy. Giờ cô mới hiểu mình đã bị người khác lợi dụng. Lúc này, cô phát hiện ra sợi dây chuyền ở trên chiếc đèn treo. Pep Xe vì chuyện cũ nên đã không nói ra phát hiện của mình. Ti Huy vì lợi ích cá nhân đã tự ý lẻn vào phòng kiểm tra. Cô dựa vào thói quen sinh hoạt của Macau Park để truy tìm sợi dây chuyền. Chiếc đèn bị hỏng đã thu hút sự chú ý của cô. Nhìn quanh một hồi, nước mắt của mặt trời đang treo ngay trước mặt. Ti Huy mừng rỡ chân tay khô khoáng. Cô không muốn đánh động nên đã bò vào đường ống nước. Ti Huy vừa rời đi, Macau Park đã đem người về tới nhà. Vệ Hồng đã xuất hiện. Cảnh sát chờ đợi nhiều giờ chính là chờ tới khoảnh khắc này. Vệ Hồng đứng ngoài cửa chất vấn sợi dây chuyền đang ở đâu. Macau Park chỉ lên vật nguy trang mà Ji Huy đã để lại. Chuyên gia mà Vệ Hồng phái tới lập tức tra ra chân tướng thật giả. Dây chuyền là giả, vậy thì chả có lý do nào để giữ lại Macau Park cả. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng súng vang lên giòn giã. Macau Park phá kính và chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ. Tiền thị vệ đứng ở trên cao, không ngừng nã súng. Macau Park thân thủ tốt đã né được kiếp nạn này. Ji Huy lấy được dây chuyền đang tìm đường ở bên trong đường ống. Anh Ly đã ở chỗ thanh máy để tiếp ứng cho cô. Cứ ném dây chuyền xuống trước đã rồi xuống dần. Ji Huy ném dây chuyền xuống rồi quay lưng rời đi. Anh Ly vừa lấy được dây chuyền, liền bắt gặp Macau Park đang ẩu đả với đám người. Hắn ta không may rơi xuống thang máy. Anh Ly muốn bảo vệ sợi dây chuyền nên đã công kích. Macau Park bị khống chế. Nghĩ tới chuyện năm đó, Macau Park hạ thủ lưu tình lựa chọn rời đi. Anh Ly mừng rỡ, sợi dây chuyền đã ở đây, không ai có thể cướp đi được. Anh ta trèo xuống khỏi thang máy đi ra ngoài. Anh tắc dài thấy hắn ta một mình chiếm giữ chiến lợi phẩm lập tức đuổi theo. Trong lúc vội vàng tẩu thoát, anh Ly đã bị xe đâm trúng, viên kim cương đã bị xe máy đi qua nghiền vụn. Hóa ra, Ji Huy đã biết anh ta không phải kẻ đứng đắn nên đã đưa anh sợi dây giả. Sợi dây chuyền thật vẫn ở trên người Ji Huy. Vì muốn né được cảnh sát, cô đứng dưới ống xả nước làm ướt người. Bộ đồ nhân viên sửa chữa cũng đã được cô cởi bỏ. Cô quấn người bằng khăn tắm sau đó đi xuống cầu thang bộ giả làm dân thường. Nhìn thấy cảnh sát lập tức ra vẻ cầu cứu. Dưới sự bảo hộ của cảnh sát, Ji Huy hoàn toàn thoát nạn. Cô đã giấu sợi dây chuyền trên khăn quấn tóc, đợi xung quanh không còn ai mới chính thức lấy ra. Ji Huy cố gắng đè nén sự phấn khích của mình, sau đó bỏ khăn quấn tóc ra, đường đường chính chính rời đi. Macau Park cũng đã tới sân bay, chuẩn bị xuất ngoại. Pep Xe đã đợi sẵn ở đây. Cô định đi tới đó để gặp anh, nhưng người của Vệ Hồng đang ở quanh đó. Macau Park đành phải tránh né. Chị tóc ngắn cũng đã đưa cảnh sát tới sân bay. Cô nhận ra Pep Xe nên đã dắt cô ta về đồn. Macau Park lớn giọng nói ra cái tên Vệ Hồng, mới có thể giúp Pep Xe thoát khỏi nguy hiểm. Chị tóc ngắn chĩa súng bắn vào Vệ Hồng.
Pep Xe và Macau Park nhân cơ hội rời đi. Cô quay trở lại điểm tụ tập ban đầu, nghe ngóng được Jihui chuẩn bị cho đấu giá chiếc dây chuyền ở Hồng Kông. Pep Xe nhanh chóng đặt vé vội vàng tới hiện trường. Jihui đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè, không hề phát giác ra việc mình đã bị theo dõi. Cô nhận được mảnh giấy mới phát hiện ra người phụ nữ ở phía xa kia. Trong tay Pep Xe có danh sách những người mua bán đồ trộm cắp. Jihui đưa ra đề nghị hợp tác, sau khi bán được dây chuyền sẽ chia trác. Pep Xe cười và vẫy tay ra. Quản lý của viện bảo tàng lúc trước đã xuất hiện. Jihui sợ hắn ta sẽ truy hỏi vụ việc ở bảo tàng, vội vàng nhảy xuống nước tránh né. Pep Xe nhận được điện thoại của Macau Park, hắn ta ngụy trang và đến được Hồng Kông, hiện giờ đang lẻn vào phòng của Jihui. Những thứ vốn thuộc về mình, dù thế nào cũng vẫn sẽ quay trở lại với mình. Chưa đến cuối, vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Đội quân siêu trộm được công chiếu vào năm 2017, gồm các diễn viên chính Jun Jihui, Kim Hai Su, Nhậm Đạt Hoa. Từ cái kết của bộ phim có thể thấy, đội quân siêu trộm này vẫn chưa kết thúc. Jihui lấy được dây chuyền xong vẫn cho rằng mình đã thắng. Không ngờ đám người Macau Park đã đuổi tới tận đây. Kẻ cười đến cuối mới là người chiến thắng. Macau Park vẫn kiên trì với đạo lý của đạo tặc. Ông cho rằng đạo nghĩa quan trọng hơn tiền tài. Anh Lee đã bị mâu thuẫn giữa hai thứ đó. Anh ta mưu mô xảo trá, vài năm trước đã cắt đứt dây thép, mưu hại đồng đội. Sau đó còn lợi dụng, lừa bịp Pep Xe và đổ hết tội lên đầu Macau Park. Người như vậy sẽ không có kết cục tốt. Thực ra Macau Park chỉ đang dùng thủ đoạn của mình để trừng phạt những kẻ ác ôn. Bố của anh đã bị chính vệ Hồng hại chết, còn chú Hoa cũng ở hiện trường. Bao nhiêu năm trôi qua, anh mới tìm được cơ hội báo thù rửa hận. Về mặt tạo hình nhân vật, bộ phim này đã làm rất xuất sắc, không để các nhân vật chỉ nằm trong phạm vi trộm cắp. Mỗi người đều có điểm sáng đặc thù riêng biệt, khán giả sẽ có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Những trò lừa bịp tầm thường sẽ bị thị trường đào thải. Chúng ta cần phải chấp nhận một chút sự thật nghiệt ngã.